Mời bà con quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng trong đất của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay. Xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lạc, nhân rộng mô hình trồng cây sắn dây. Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây ổi lê Đài Loan. Trước hết mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Với mục tiêu khai thác tận dụng nguồn đất đai và lao động sẵn có, những năm gần đây, các địa phương trong tỉnh đã khuyến khích người dân cải tạo phát triển mô hình kinh tế vườn hộ, nhằm từng bước định hướng cho nông dân sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao thu nhập. Các địa phương đã chủ động lồng ghép với thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới để vận động các hộ cải tạo vườn tạp, xây dựng kinh tế vườn hộ. Đồng thời, hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, ứng dụng khoa học kỹ thuật từ đó, nhiều hộ gia đình ở các huyện như Như Xuân, Nông Cống, Hậu Lộc đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình sản xuất hàng hóa chuyên canh phù hợp, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho hiệu quả kinh tế cao như trồng cây ăn quả, rau màu, hoa, cây dược liệu, nuôi ong lấy mật, qua đó tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho nông dân. Đây cũng được xem là cơ sở để các địa phương xây dựng các mô hình vườn mẫu, góp phần hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Vụ đông năm nay, huyện Triệu Sơn đã kêu gọi được 7 doanh nghiệp thực hiện liên kết sản xuất với bà con nông dân với diện tích hơn 300 ha. Tham gia mô hình liên kết sản xuất với doanh nghiệp, nông dân được cung ứng giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt và ký kết hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Các loại cây trồng liên kết chủ yếu là ngô dày làm thức ăn chăn nuôi, ớt xuất khẩu, khoai tây, Thực tế cho thấy, việc liên kết giữa doanh nghiệp với bà con nông dân đã tăng giá trị sản xuất từ 20 đến 30% so với sản xuất thông thường, bình quân 1 hecta gieo trồng cho giá trị thu nhập trên 100 triệu đồng một vụ. Với hơn 800 hecta đất nông nghiệp, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa đang là một trong những địa phương sản xuất nông nghiệp hiệu quả, phát triển theo hướng hàng hóa bền vững. Nhằm hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, Phường Quảng Thành đã tổ chức nhiều đợt cho bà con nông dân tham quan học tập các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp ở nhiều địa phương trong cả nước, đồng thời mở các lớp tập huấn kỹ thuật cho nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình. Hiện nay, phường Quảng Thành có gần 40 mô hình sản xuất nông nghiệp phát triển hiệu quả như các mô hình trồng hoa, cây cảnh trong nhà lưới, trang trại tổng hợp, trồng rau sạch, cho giá trị bình quân đạt 200-500 triệu đồng một hectare một năm. Thời gian gần đây, giá bò hơi trong nước đồng loạt tăng cao với mức từ 78 đến 85.000 đồng một kg, tăng từ 10 đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính khiến giá bò hơi tăng cao là do dịch tả lợn châu Phi bùng phát, nguồn cung thịt lợn giảm và một phần người tiêu dùng giảm sử dụng thịt lợn mà chuyển sang thịt bò, gà. Mặt khác, các đơn vị nhập khẩu thịt bò nguyên con từ Australia giảm do giá bò tăng từ 5-10% đến 10 trong 6 tháng đầu năm các sản phẩm thịt bò nhập khẩu tăng nên bò hơi trong nước cũng tăng theo. Theo các hộ chăn nuôi, với mức giá bò hơi 70.000 đồng 1 kg, mỗi con bò có thể cho lãi vài triệu đồng sau một năm nuôi. Sau khoảng 6 tháng trồng và chăm sóc, anh Nguyễn Văn Định, thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi đã thành công với mô hình trồng tỏi bằng phân mùn hữu cơ thay cho các loại phân bón hóa học. Sau khi tìm hiểu và tham khảo ý kiến từ các nhà chuyên môn, anh Định đã thực hiện thí điểm mô hình tỏi sạch bằng cách chọn dùng mùn rác hữu cơ của nhà máy rác. Trước khi phủ lớp cát trên mặt, anh Định giải lớp phân mùn rác dày khoảng 3 cm và xuống giấm. Tổng chi phí đầu tư theo kiểu trồng này khoảng 8 triệu đồng một sào một vụ, giảm từ 40 đến 60% so với cách trồng truyền thống. Sau 6 tháng trồng, diện tích tỏi trồng phân mùn hữu cơ phát triển khá tốt và đã cho thu hoạch sản lượng từ 500 đến 700 kg tươi trên một sào, Giá bán cũng cao hơn gấp 3 đến 4 lần so với sản phẩm trồng theo cách truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, từ những thửa đất cằn khô thiếu nguồn nước tưới, sản xuất kém hiệu quả, chính quyền xã Học Liên huyện Ngọc Lặc đã khuyến khích người dân chuyển đổi sang trồng cây sắn dây. Đến nay, cây sắn dây đang cho năng suất giá trị kinh tế cao và được xác định là một trong những cây trồng chủ lực góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống cho người dân địa phương. Gia đình chị Trịnh Thị Nga, thôn 4, xã Ngọc Liên, có 0,8 hecta đất trồng mía lâu năm, thu nhập không đáng kể. 3 năm nay, theo chủ trương chuyển đổi cây trồng của xã, chị Nga đã đưa cây sắn dây vào trồng thay thế cây mía. Theo tính toán của chị, chi phí đầu tư cho ruộng sắn dây hết 20 triệu đồng. Trung bình một năm, thu hoạch 16 tấn sắn tươi, tương đương với 150 triệu đồng. Làm có máy móc ổn định rồi, hơn giá cả hơn hợp lý, hơn năng suất là nên hai năm nay là trở vì trồng sắn dây rồi, còn mua bán các thứ là không phải đem đi mà vào tận nhà, tận vườn bán tận nơi, là hiểu gia đình tôi là hai năm bây giờ là tập trung là trồng sắn dây. À. Cây sắn dây là một trong những cây trồng truyền thống của xã Nga Liên. Trước đây các hộ chỉ trồng giải rác, quy mô nhỏ lẻ, manh mún, năng suất thấp. Nhận thấy tiềm năng phát triển cây sắn dây, từ năm 2015, chính quyền xã đã quy hoạch đất đai và động người dân chuyển đổi diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng sắn dây đồng thời tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sắn dây đạt hiệu quả cao. Thực tế cho thấy cây sắn dây phù hợp với nhiều chất đất dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, chi phí đầu tư thấp, trong khi thị trường tiêu thụ rộng nên giá bán ổn định. Năm 2019, xã Ngọc Liên đã phát triển được 75 ha sắn dây, tăng gấp đôi diện tích so với năm 2015. Trung bình 1 ha sắn dây cho năng suất 20 tấn với giá bán từ 8 đến 9.000 đồng một kg, trừ chi phí cho lãi 130 triệu đồng. Với lợi thế đất đai đây chúng tôi đã dân chúng tôi đây là trồng nhiều loại cây, với lại sắn dây thì trồng phù hợp và đạt hiệu quả kinh tế cao. Nên người dân chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì và phát triển thêm mô hình cây nhân dây để phát thu hoạch và tăng thêm thu nhập kinh tế cho gia đình so với các loại cây khác như cây lúa, cây khoai, cây sắn củ thì sắn dây cũng là một cái loại cây có cái giá trị kinh tế cao, nó cũng dễ làm dễ chăm và nó hạn chế sâu bệnh. Thì từ đó thì cây sắn dây cũng đã được bà con là trồng chăm sóc và cho thu nhập giải quyết việc làm ổn định cho bà con nông dân. Thế thì để phát triển thêm cái diện tích năng suất cũng sản lượng giải quyết việc làm thì hội nông dân xã Ngọc Liên cũng tiếp tục tuyên truyền vận động bà con là tận dụng cái lợi thế đất và lao động của nông dân mở rộng thêm các cái diện tích uh, theo cái quy hoạch chung của kế hoạch của xã để nâng cao giá trị kinh tế cho cây sắn dây hiện xã Ngọc Liên đang khuyến khích các hộ dân đầu tư máy móc chế biến tinh bột sắn tại chỗ đồng thời giao cho hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đứng ra liên kết sản xuất tập trung mục tiêu đến năm 2020 xã Ngọc Liên sẽ mở rộng diện tích trồng sắn dây lên 100 hecta thưa quý vị và các bạn với nhiều ưu điểm như thời gian thu hoạch nhanh nhiều quả chất lượng tốt giá bán cao nhiều hộ dân trong tỉnh đã đưa cây ổi lê đài loan vào trồng mang lại giá trị kinh tế cao trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con kỹ thuật cơ bản chăm sóc cây ổi lê đài loan Cây ổi lê cần cung cấp đủ nước, nhất là trong mùa khô, khi trái đang lớn và lúc quả sắp chín. Làm cỏ vụ xuân tháng 1, 2 và vụ thu tháng 8, 9. Sới sạch toàn bộ diện tích một lần một vụ, một năm sới gốc 2 đến 3 lần. Bón phân. Bón phân hỗn hợp NPK kết hợp một số chế phẩm sinh học. Năm thứ nhất, phân hỗn hợp tỷ lệ NPK 12, 15, 18. Bốn lần bón, mỗi lần 100 g cộng với 50 g amon sulfat. Năm thứ hai, 4 lần bón phân hỗn hợp mỗi lần 200 g cộng với 100 g amon sunfat. Năm thứ ba, 4 lần bón phân hỗn hợp mỗi lần 300 g cộng với 150 g amon sunfat. Khi đã ra hoa rộ, bà con tăng lượng phân bón lên và tính thêm số lượng NPK trong sản lượng quả thu hoạch. Một tháng trước khi ra hoa, bón thêm phân bón để ra hoa được nhiều. Phòng sâu bệnh, sâu ổi khá nhiều, nhất là ổi hay bị ruồi đục quả nên bà con cần chú ý bọc quả. Sau khi ổi đã đậu quả được khoảng 2 tuần, quả lớn cỡ ngón tay cái thì tiến hành bao trái. Dùng túi ni lông, lưới xốp, túi làm bằng vỏ bao xi măng để bao trái, bằng cách luôn túi và từng quả với túi nhỏ cỡ 8 đến 10 cm hoặc cả chùm với túi lớn cỡ 15 đến 20 cm rồi dùng dây buộc túm miệng túi lại. Phía dưới đáy túi bà con nhớ đục một vài lỗ để không bị đọng nước gây thối quả. Bà con có thể dùng các loại bẫy bằng tay để bắt sâu ruồi trên cây ổi, đảm bảo an toàn sinh học. Bản tin vàng trong đất của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bà con quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn hoặc trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa.